Thanh toán viện phí bằng thẻ qua ứng dụng bệnh viện. Giải pháp thanh toán viện phí từ Vietinbank. Bước 1. Để bắt đầu, bạn tải ứng dụng của bệnh viện và đăng nhập. Sau đó chọn đặt lịch khám. Bước 2. Bạn điền các thông tin đặt lịch khám theo hướng dẫn trên ứng dụng của bệnh viện. Bước 3. Bạn chọn thanh toán chi phí khám và phương thức thanh toán qua thẻ ATM nội địa hoặc thẻ quốc tế. Sau đó chọn ngân hàng phát hành thẻ và nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu. Bước 4. Bạn kiểm tra thông tin và xác nhận giao dịch thanh toán. Bước 5. Bạn nhận kết quả thanh toán và phiếu khám bệnh trên ứng dụng của bệnh viện. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt với giải pháp thanh toán viện phí từ Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.